Xin chào mọi người, mình là Ốc. Mình là Gấu. Chào mừng mọi người tới với kênh Where to Next Vlog. Hiện tại tụi mình đang ở... Mình cũng không biết nữa. Tại vì mình đang London ở trên biển. Chuyến đi này hơi đặc biệt tí xíu. Trong 5 ngày tới, tụi mình sẽ dành phần lớn thời gian London trên vùng biển Caribbean cùng với chiếc du thuyền khổng lồ của hãng Virgin Voyage. Con tàu này dài 277m, rộng 38m, có 17 tầng với hơn 1.400 phòng, đủ chỗ cho 2.770 du khách cộng với 1.160 nhân viên. Bên cạnh đó là phòng gym, hồ bơi, nhà hàng, sân khấu, v.v. Nói chung là đầy đủ tiện nghi như một thành phố thu nhỏ giữa biển vậy đó. Tàu khởi hành từ cảng Miami ở tiểu bang Florida của nước Mỹ, ghé thăm Costa Maya ở Mexico và đảo Bimini ở Bahamas. Giờ thì mời mọi người cùng tụi mình khám phá chiếc du thuyền bự chà bá này nha. Cái kiểu du lịch đi cruise này á, thì thích hợp cho những người mà hơi lười biếng tí xíu, kiểu muốn relax thôi á. Thì có ở trên thuyền xong rồi ăn uống, lên nằm phơi nắng. Chứ đâu có đi đâu được nhiều đâu. Nguyên ngày hôm nay là tụi mình đi trên biển không à, ngày mai mới cập bến vào một cái địa điểm trên đất liền ở bên ở Mexico. Thôi bây giờ tụi mình đi ăn sáng đi Honey. Let's go. Okay. Yeah. Đây là phòng của tụi mình. Là cái phòng chỉ giá nhiêu? 2.700. Ở trên đây có phòng kín, phòng có cửa sổ và phòng có ban công. Tụi mình chọn cái phòng có ban công để có gì ngắm biển cho tiện đó. Thằng máy giống thủy cung nha. Đây là khu ăn uống nằm ở tầng 15 của thuyền. Đồ ăn đã bao gồm trong vé tàu, cho nên ăn miễn phí ở đây. Muốn xuống lúc nào thì xuống, miễn là trong giờ mở cửa của căng tin là được. Ăn không giới hạn số lượng đâu mọi người, ăn thoải mái luôn. Khu này chỉ có fast food thôi, tức là đồ ăn sẵn người ta đã chế biến sẵn rồi. Mình tới chỉ việc lấy ăn thôi. Còn kiểu ẩm thực cao cấp hơn ở những cái nhà hàng sang á, thì nó ở khu khác. Cái đó thì mình sẽ dẫn mọi người đi sau nha. Chỗ này tuy chỉ có đồ ăn sẵn nhưng mà cũng rất là đa dạng, nhiều món. Ăn một vài lần không hết được đâu, cho nên là mỗi ngày tụi mình phải xuống đây cả chục lần. Ngủ chưng thay lên mà. Bữa sáng này là kiểu như bữa sáng cơ bản của người Mỹ thôi đó mọi người. Là trứng, bacon với lại khoai tây. Cái này là hash brown, là khoai tây chiên đó. Rồi bánh thôi. Mời mọi người. No nè, rồi bây giờ tụi mình đi lang thang một vòng tàu nha. Xem có gì chơi, có gì vui. Tại vì cái tàu nó bự quá cho nên lúc mà mới lên tụi mình cũng hơi bị lạc tí xíu. Kiểu như phải mất một lúc mới định hình được cái khu nào nó ở đâu á. Tới 17 tầng lận mà. Ồ, mình quên nói với mọi người là cái du thuyền mình đang đi á là 18 cộng nha. 18 cộng đây không có phải là người ta chiếu phim heo gì đâu, mà là trên 18 tuổi mới được đi cái du thuyền này. Tại vì du thuyền này là cho người lớn thôi, không có con nít. Cho nên ở trên này sẽ không phải nghe tiếng la hét của tụi nó đâu. Đây có casino nè. Này vô casino chơi bài bạc. Cứ chơi rồi chơi sao chồng? Kéo kéo á. Có người chơi kìa, có thể ra hỏi xem ta chơi như thế nào. It's still good. You win? Not like it's a lot, though. It gets exciting. $24. Ooh. Người ta đi chơi xì rát đi. Đâu có chơi xì rát đâu. Sao không ai làm cái vậy? Đây là tầng thứ 16, nó cũng là khu vực bong tàu. Ở đây là cái chỗ mà người ta có mấy cái setup ngoài trời. Chung quanh tụi mình bây giờ là chỉ có biển xanh sâu thẳm thôi, chẳng may mà rớt xuống đây là sẽ làm mồi cho cá mập. Đây nghe tiếng nhà sập sình. Hồ bơi nè. Yeah.
là khu vực hồ bơi của tàu. Có rất nhiều cá mòi đang xếp lớp ở dưới nha mọi người. Người Việt Nam mình thì cực kỳ sợ nắng luôn, cứ thấy nắng là trốn chui trốn nhủi che chắn. Nhưng mà tụi Mỹ mọi người là người ta rất là thích phơi nắng, người ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để phơi nắng. Lý do là tại vì cái chỗ đẹp ở bên này nó hơi ngược so với Việt Nam, da càng ngâm càng đen á thì càng được coi là đẹp, là khỏe mạnh. Nhưng mà do đặc điểm của người da trắng là da của họ sản sinh rất là ít sắc tố đen, cho nên họ có phơi lâu cỡ nào thì nó cũng chỉ thường thường là cũng chỉ đỏ lên thôi, nó cháy da nó đỏ lên thôi chứ nó không có ngâm lại. Bởi vậy nhiều người phơi nắng xong nhìn như củ cà rốt á. Vẻ phẫn ghê. Yeah, sợ đen. Wow. Nãy giờ đi tìm đường một lúc thì tụi mình cũng tìm được đường ra tới cái đuôi tàu rồi nè mọi người. Ở đây đúng giống như cái mê cung vậy. Ra đuôi tàu nè. Ở này chỗ khác. Bất kỳ chỗ nào trên tàu cũng có giường, chiếu, bàn ghế để ngồi phơi nắng hết. Tàu này chỉ đi vận tốc tầm 20km một giờ thôi, nhưng mà mọi người tưởng tượng để mà đẩy được cái tàu hơn 100 ngàn tấn này đi 20km trên giờ là cái động cơ nó phải mạnh cỡ nào. Đây là một phần cực kỳ quan trọng của cruise này, đó là những cái xuồng cứu hộ. Trên tàu này có tất cả là 12 cái, đủ chỗ cho tất cả mọi người nếu mà có sự cố xảy ra có thể thoát hiểm. Tụi mình mới chỉ ăn sáng 2 tiếng trước thôi, đồ ăn còn chưa kịp tiêu hết, nhưng mà bây giờ đã tới giờ ăn trưa rồi mọi người ơi. Tuy là chưa có đói bụng lắm nhưng mà tụi mình vẫn phải đi ăn thôi, tại vì nhà hàng này là phải đặt chỗ trước á, tới giờ mà không có tới ăn thì người ta sẽ loại mình ra khỏi danh sách. Như mình nói lúc nãy thì ngoài cái khu căng tin chỉ phục vụ đồ ăn nhanh mà tới lúc nào cũng được thì trên tàu này còn có 6 nhà hàng phục vụ đồ ăn chế biến mà phải book trước mới được vô. Mấy cái nhà hàng này không phải là nhỏ, nhưng mà với số lượng cả ngàn khách ở trên tàu cùng một lúc á thì người ta book hết chỗ nhanh lắm, bởi vậy mình phải book trước một vài ngày mới có chỗ ăn. Nhà hàng này có view nhìn ra ngoài, nhưng mà cũng là biển xanh thăm thẳm thôi, không có gì ngoài nước và nước. Đó nè mọi người thấy không? Cái kiểu mà một khẩu phần có tí tẹo teo nhưng mà bỏ trên cái đĩa to cha bá lửa nè. Đây, đĩa được vài con tôm, tôm luộc thôi mà làm màu mè. Bò sốt đậu vàng, đắng, thơm, mềm. Mình no quá rồi nhưng mà vợ mình thấy cái ông ngồi bên cạnh á kêu bánh crepe ngon quá, thế là bắt trước. Nó bị gì vậy? Vanilla. Ngon không? Không. Ngon giống Lady M không? Em đi đi gì đây? Lady M no quá no. Đây có bánh gì đấy. Đồ ăn ở khắp mọi nơi. Rồi đu đi. Thế đu được đâu. Tụi mình lại tiếp tục kiếm đồ ăn. Đây, đây là quầy kem của tàu. Trời ơi, hàng nó dài. Pistachio, vanilla, key lime, pine, ice. Lick me to ice cream. Vanilla. Còn cái này, cái kem của anh ta gọi là Green Machine, mà biết là gì không? Kem táo mà là táo xanh á, chua lè luôn. Ở đây đang có gì đông vui nhộn nhịp đó mọi người ơi. Bô đông, bô đen, bô đỏ nè.
Oh, thì ra là một bà nội drag queen. And, you know, a little bit of a woozy feeling. Is everybody ready out there? Ready up here, everyone? All right, Alizé, are you ready? Let's see who we have. Fantastic number one. Mấy bạn trẻ sinh ra sau này thì chắc không có biết đâu, nhưng mà hồi xưa, tầm 8 út tụi mình chạy về trước, trong xóm có mấy cái bãi đất trống á, lâu lâu người ta hay đến mở hội chợ, mà trong hội chợ đây có cái mục chơi lô tô. Rồi có mấy cái ông giả gái đứng trên sân khấu đọc lô tô mọi người. Thì mấy cái ông drag queen này cũng kiểu như vậy nè. Họ là đàn ông nhưng mà mặc đồ phụ nữ, rồi giả gái, rồi trang điểm lồng lộn lên để đứng tấu hài múa vui cho khán giả. Tự nhiên nhắc lại cái kỷ niệm ồ về. Nhớ hồi nhỏ mình đi mấy cái hội chợ đó mình đâu có tiền để mua mấy cái vé rồi lô tô đâu. Chỉ có đứng coi ké thôi. Xong rồi coi mấy cái ông đó đọc lô tô vui muốn chết. Mời vào. Knock knock. Ủa, tối thui vậy. Thầy đứng ra giùm em. Ở đây là người ta thích nhất là đi nằm phơi nắng. Yeah, phơi nắng đọc sách hoặc là ngâm hồ bơi á. Tụi mình chỉ thích ăn thôi. Nãy giờ mình làm gì? Mình ăn xong rồi mình ra nằm xong rồi mình lại ăn. Relax thật sự. Chỗ này xa bờ vậy rồi mà vẫn có mấy con chim bay tận đây để kiếm ăn. Bay mỏ rồi không biết đậu vào đâu nữa. Guess what? I'm killing you in your eye. You're a piece of shit. Nữa. Hey, you. Come on, Tanya. Tanya. Bên cạnh phim ảnh ở TV trong phòng thì ở một vài khung giờ trên tàu này có tổ chức biểu diễn xiếc đó mọi người. Dĩ nhiên là tụi mình cũng đăng ký đi coi rồi tại vì lạnh quá mà. Hôm nay tụi mình đến ăn ở một cái nhà hàng Ý. Nhà hàng này đắt hàng lắm nhá, book rất là khó luôn. Tại vì người Mỹ người ta rất là chuộng đồ ăn Ý, cho nên đua nhau đặt chỗ ngay từ đầu rồi. Gà và hai cái đùi, nó giống nửa con. Cái đùi tư với lại cái đùi nhỏ. Rất là ngon, thơm, thịt thịt thịt. Sốt gì á? Nóng rồi. Sốt, không phải sốt kem này nè. Ngon. Bởi vì anh thích bò không nhiều nên bị nghèn nó. Dạ. Cái gì hơn? Cái kia là gì vậy? Bolognese bình thường thôi. Có vẻ ngon này. Ăn thử xem. Đây phải ăn đây trước chứ. Cái này là cái mì bản bự nha. Này là cục nuôi khoai tây á. Béo. Sốt kem. Có món thịt nữa. Là thịt bò.
nó mình ăn xong hai mỗi đứa hai đĩa thôi, ăn nó căng bụng rồi mà ăn nhân viên ăn ra ăn kiểu như năn nỉ mình ăn thêm tráng miệng đi. Em giới thiệu cho cái phần tráng miệng này, đây cục donut chấm với gì đây, vanilla mascarpone lemon zest sô cô la thôi, mình sẽ ăn thử nhau. Rồi. Cái kem này ngon. Nó là cái mascarpone, cái cheese mà để làm tiramisu á. Nó không có béo lắm. Xong rồi có mùi chanh, mùi vỏ chanh trong đó nó thơm hơi không. Bánh này thì nóng, mềm, rất mới chiên. Đúng với cái sốt của em rồi. Nè, để cho mình đó. Wow, hồi nãy tụi mình ghé casino thơ thớt, nhưng mà bây giờ tối xuống rồi là đông cứng, đông nghẹt như vậy luôn này. Nhạc, nghe tiếng nhạc sập sình mừ. Ồ, bây giờ cái hồ bơi vắng rồi nè, xuống bơi nè. Cái khí hậu ở vùng biển Caribe này cũng nóng và ẩm giống Việt Nam, là mình nhớ Việt Nam ghê mọi người ơi. Ý là nhớ nhà thôi chứ không có ham bị nóng như vậy đâu. Tối ngủ ra cho anh đi. Mọi người thấy trên tàu này đèn đóm lộng lẫy không? Người ta nói máy phát điện của cái tàu này đủ cung cấp điện cho cả một thị trấn nhỏ luôn á. Ui. Sao cái chỗ mà chơi trò trí não mà hồi nay chơi trò cục xúc vậy? Hồi nay đứng đàng hoàng làm cho một bộ coi. Yeah, đúng rồi, diễn đi. Về ngủ nào. Ngủ hơi nhiều á. Thôi tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai nha. Bye bye, good night.